Xin chào bạn, trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A thì vốn đã quá chật chội với những cái tên Hyundai Grand i10, Kia Morning, Spark vân vân rất nhiều. Và Toyota thì mới đây cũng đã ra cái dòng xe cỡ nhỏ như vậy, WeGo. Với hai phiên bản, một phiên bản là 345 triệu và một phiên bản đang đứng cạnh Lê Hùng bây giờ là có 405 triệu. Phiên bản này sử dụng động cơ 1.2 hộp số tự động nhưng có 4 cấp thôi nha các bạn. Và ngay trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem mẫu WeGo này có gì để cạnh tranh với những cái tên đã xuất hiện nhiều năm trên thị trường Việt Nam. Và thực sự để mà nói ngay từ cái nhìn đầu tiên thì thực sự WeGo cũng tạo ra được cái ấn tượng nhất định với những cái thiết kế khá là góc cạnh nha. Đầu tiên là cái lưới tản nhiệt được mở rộng này. Và một thanh được mạ chrome chạy nối liền từ trái sang phải. Thiết kế đèn pha của WeGo có lẽ là một điểm cộng của WeGo. Tôi nghĩ vậy bởi vì đèn này có tới 4 beam. Đèn chiếu gần, đèn cốt là được có chóa projector nha các bạn. Và thực sự mà nói là thiết kế đầu xe của WeGo dù nó hơi nhiều chi tiết nhưng nó nói chung nó có cái gì đó mà tạo được cái ấn tượng trông nó cũng có hiện đại hơn. Còn để mà nói về đẹp thực sự hay nhìn phát là chết luôn thì mình nghĩ với những cái dòng xe nhỏ giá loanh quanh 3-400 triệu thì cũng khá là khó. Và có cả đèn gầm, cản dưới kiểu thể thao. Nắp capo cũng có đường gân. Các chi tiết cũng đầy đủ cả. Và thực sự nếu mà nói về độ chắc chắn khi mà đụng chạm vào những chi tiết như này mình nghĩ còn có gì đó nó còn tốt hơn cả, chắc hơn cả cái Vios mà hôm trước mình lái thử. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn sang bên phần hông xe nha các bạn. Với mẫu xe nhỏ này thì WeGo cũng được trang bị cái gương có đèn báo rẽ trên này. Nhưng mà gương này thì hai cái mặt gương đều điều chỉnh điện cả, nhưng mà khi gập thì chúng ta vẫn phải gập bằng tay như thế này. Gập bằng tay này cũng chưa hẳn đã là không hay, bởi vì khi với cái điều kiện đi ở giao thông Việt Nam ấy, thì thoảng chúng ta đi tì vào nhau thì nó lại tạch ra cái, lại thò tay đẩy ra. Không sợ hỏng motor điện, không sợ hỏng motor điện. Tôi nói vui vậy thôi, thực ra cái trang bị nó cũng chỉ có vậy mà thôi. 405 triệu. Vành thì là vành 14, rất là nhỏ. Thiết kế thì cũng không đến nỗi xấu. Phanh trước là phanh đĩa nha các bạn, còn phanh sau vẫn là phanh tang trống. Thực ra i10 thì cũng có phiên bản nó đã có phanh sau là phanh đĩa rồi. Thực ra nếu mà bề bên thân xe ấy, thì như các bạn thấy thì thân xe của WeGo thì nó lại hơi trơn, trông nó hơi trơn. Mình thì mình nghĩ rằng nếu như nó có thêm những cái đường gân rồi là uốn lượn gì gì đó nó hài hòa với phần đầu xe thì trông sẽ đẹp hơn nhiều. Với một mẫu xe giá rẻ thì thực sự là nếu như các bạn quan sát này, ô cửa kính vẫn là màu đen nhá. Nhìn ở xa không có vấn đề gì. Nhưng mà thực sự cái độ hoàn thiện khi lại gần thì đối với một mẫu xe nhỏ giá rẻ thì cũng không thể đòi hỏi được cái sự tinh tế quá, mà nó cũng chỉ là đủ dùng, tức là nó đạt cái độ kín khít để nước không vào được khi mà chúng ta chạy mưa thôi. Còn phần cách âm thì chút nữa chúng ta sẽ thử. Còn chìa khóa của WeGo thì cũng có Smart Key nha các bạn. Xin lỗi các bạn, chìa khóa điều khiển bằng điện chứ không phải là Smart Key. Bạn quen miệng nói Smart Key thì chúng ta có thể điều khiển bằng nút bấm trên này, cách mấy mét cũng bấm được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ mở như thế này cũng được, mở bằng chìa cơ. Và nghe cái tiếng khóa cửa thì phải nói là cực kỳ chân thực cái tiếng chốt ấy. Nó khá hoài cổ. Thực ra cái tay nắm cửa này nó thiết kế bị hoài cổ quá, mình nghĩ vậy. Đó các bạn có thể thấy này. Mình nhớ đến những chiếc xe khách. Và các bạn có thể quan sát phần đuôi xe này. Thực sự nếu mà nói về các cái phần trên thiết kế thân xe thì mình thích thiết kế phần đầu hơn. Phần đuôi này là nó bị quá nhiều chi tiết. Nhưng mà trên xe thì cũng có camera lùi nha các bạn, cảm biến. Vâng, hai cảm biến sau, không có cảm biến góc. Đèn thì cũng được trang bị đèn LED. Về trang bị ở phần tiện ích ở ngoài thì WeGo cũng chả kém ai cả. Tuy nhiên là thiết kế cái phần đuôi này nó bị vuông quá, cho nên là mình nhìn cảm giác nó hơi bị manly. Nhiều khi chị em lại cứ phải thích men nhưng mà nó cũng phải có tròn tròn, bo bo tròn tròn chút cho nó mềm mại. Cái đèn này thì thiết kế nó hơi phức tạp. Mình nghĩ cắt bớt cái chi tiết thừa trên này thì nó sẽ đẹp hơn. Để mở cái cốp xe này thì
chúng ta bắt buộc phải mở bằng chìa hoặc là cái lẫy ở sau, ở ngay cái ghế lái kia. Đấy, mở bằng chìa này, hơi bất tiện. Không có tay nắm mà chúng ta phải móc vào đây để nhấc nó lên. Đấy, nhưng mà được cái thì để về tiện ích không gian sử dụng, đó, đó. Báo ăn cắp, xe có cả trang bị cái hệ thống chống trộm nha các bạn. Để mà nói về không gian chứa đồ thì mình nghĩ rằng WeGo lại khá tốt. Đây các bạn có thể thấy một cái thùng chứa nước đổ dạng ngoại to như thế này mà để vừa, tương đối ổn. À, chúng ta bỏ ra. Và xe cũng có tấm ngăn ở trên để chúng ta có thể để đồ ngay bên trên. Bây giờ thì tôi sẽ tháo ra để xem cái... Rồi. Giờ thì tôi sẽ tháo ra, chỉ việc giật ra mà thôi. Ôi giời. Có lẽ là phải gập cái này xuống. Gập hàng ghế xuống thì tháo ra dễ hơn. Đó, phải tháo ra. Đưa như thế này. Đây thưa các bạn. Bỏ ra. Nỉ hết nha các bạn. Hàng ghế sau này thưa các bạn là hàng ghế này là không thể gập 60-40 được. Mà khi gập thì chúng ta cũng không thể đứng bên cửa mà gập được. Mà chúng ta phải đồng thời mở cả hai cái lẫy như thế này. Đó. Và gập xuống. Cũng không phẳng. Nhưng mà thực ra mà nói cái không gian phải nói là rộng. Ví dụ không gian chứa đồ rộng. Hơi tiếc cái này nếu mà gập phẳng được thì tốt hơn. Chất liệu nỉ thì đúng là xe giá rẻ. Cho nên nó cũng chỉ được thế mà thôi. Cũng không biết nói thế nào nữa. Rồi bây giờ thì mời các bạn hãy lên ngắm động cơ của WeGo nha các bạn. Ngắm động cơ. Động cơ cỡ nhỏ. Nổ máy lên, mở cốp lên. Nhẹ nhàng, xe nhỏ. Đấy, ở đây có tấm cách âm này. Cách âm cách nhiệt này. Động cơ 1.2 lít. Dual VVT-i luôn. Không thiếu một cái gì cả. 86 mã lực. 107 Nm là moment xoắn cực đại. Chút nữa chúng ta sẽ thử. Động cơ rất là cơ bản. Không có gì để khoe cả. Để thấy mà thôi. Củ ABS. Đó, bây giờ thì... mời các bạn hãy vào trong khoang xe. Vâng, vào khoang xe thì cửa mở phải nói rất rộng nhá. Thực ra cái cảm nhận khi mà mình bước vào như này này thì có một cái cánh cửa đón chào rất là rộng. Và đóng một cái thì phành cái. Có cái gì đấy rất Toyota. Chìa khóa để nổ. Xe chưa có smart key nha các bạn. Và có lẽ khi mà ngồi vào một cái không gian của WeGo thì thực sự là nếu như mà cái dành từ mà để nói thì phải nói là rất ấn tượng. Bởi vì cái không gian nó rất rộng. Bạn có thể thấy này. Các bạn có thể thấy đây. Mình quan sát từ cửa bên trái lên cửa trước. Qua cột chữ A lên cửa trước sang bên phải. Rộng, phải nói rộng một thoáng đây. Khoảng trống đầu đây, vị trí ngồi đây. Ghế thì là chỉnh cơ hoàn toàn. Mà chỉ kéo lên tụt xuống. Kéo lên tụt xuống. Hoặc là điều chỉnh nệm ghế mà đây, tựa lưng như thế này thôi. Đây các bạn có thể thấy này. Đó, ví dụ mình đang nằm như này nhá. Xếp ra, thấy bóng dáng xếp ra phát mở toẹt phát là lên này. Điện thì còn phải mất thời gian tè lên. Nhưng mà cơ thì xoẹt phát là lên luôn. Và thực sự là mà nói thì cái trang bị trong khoang xe của WeGo thì nó lại rất tương phản với cái vẻ hào nhoáng của bên ngoài, thiết kế bên ngoài. Nhựa đây các bạn có thể thấy này, nhựa trơn à, tất cả nhựa trơn đây, vùng của túi khí bên cửa hàng ghế của hành khách. Tất cả trang bị cơ bản thôi, màn hình 7 inch này. Đó. Có khe cắm USB ở đây. Chuẩn kết nối HDMI. Agree. Chất lượng cảm biến. Tức là bộ xử lý cũng hơi chậm. Và hàng như thế này thì cũng không... Điều hòa thì điều hòa thuần cơ bình thường này. 1234 này, không 1234 này. Đó. Rất mát nha các bạn. Chưa thấy ai chê điều hòa Toyota cả nhỉ. Có bạn nào chê không ạ? Chê giúp mình với. Vâng, có phản ứng gì thì nói với... vui lòng comment bên dưới ngay. Lấy gió trong gió ngoài, gạt xanh xoành. Và các bạn hãy nhìn xuống cần số. Cái cần số này thì thực sự mà nói là nó khiến Hùng nghĩ tới những cái thiết kế của những cái mẫu xe chở khách của Toyota rất nổi tiếng. Đấy là Toyota Coaster. Nó dài. Bởi vì do cái bệ công sôn này họ làm thấp quá. Ôi giời. Vâng. Lắp ráp thì nó cũng có thể có một cái độ dơ nhất định đây. Các bạn có thể thấy đây. Vị trí để khay nước. Điện thoại thì không để đây được mà chỉ để đây thôi. Và đây các bạn có thể thấy cái phanh tay này.
Phanh tay rất cổ điển. Phanh tay này thì chưa được trang bị, chưa được bọc các cái tấm da ngoài đây nha các bạn. Nếu như có đồng xu này nó sẽ tụt xuống dưới đây, cho nên khi dùng chúng ta cũng phải lưu ý. Trẻ con hay cầm những cái đồ gì nó sẽ rất có thể nó phải tuột dưới đây mà không biết lể kiểu gì cho nó ra. Chắc là phải tháo cái này ra. Đó. Xe nước chúng ta có thể để đây. Nói chung khoang xe của WeGo thì chỉ nhựa và nỉ thôi. Đây vô lăng này cũng không có gì bọc da cả. Điều chỉnh cũng có điều chỉnh âm thanh, mốt, chuyển các chế độ ví dụ nghe nhạc từ radio sang USB vân vân ở trên này. Đấy, next by. Và bảng đồng hồ thông tin cũng tương tự triết lý thiết kế của cần số thưa các bạn. Chỉ có số và kim thôi. Wow. Gương thì như Hùng đã chia sẻ rồi thì chúng ta có thể điều chỉnh điện ở trong khoang xe. Đó, đây, ngay bên trái này đây. Wow. Đây các bạn có thể thấy này. Cửa bên này thì có thể để được một chai nước. Nhét thêm chai nước nữa, một số đồ bé bé ở đây. Và độ hoàn thiện nước sơn của các cái chi tiết này thực sự là nó có lẽ là nó cũng tương xứng với giá mà thôi. Nỉ, nhựa, nỉ, nhựa. Và nếu như muốn để một cái kính như thế này thì chắc chắn bạn sẽ phải tìm một cái điểm nào đó. Tôi thì tôi chưa tìm thấy, để đây không được, chắc là phải nhét vào đây thì nó dễ bị xước. Trên này thì không có. Trên này không có nha các bạn. Đèn, wow. Đèn này khiến tôi nhớ tới thiết kế, triết lý thiết kế của Cộng Cà Phê. Trên này cũng có một cái tấm chắn nắng. Và bây giờ thì mời các bạn hãy ra hàng ghế sau. Hàng ghế sau, điều chỉnh nhá. Chuẩn vị trí lái đây. Bước ra hàng ghế sau, xem không gian hàng ghế sau như thế nào. Đây, hàng ghế sau. Hàng ghế trước thì cái tựa đầu này không điều chỉnh được nha các bạn. Nhưng mà thiết kế này trông nó cũng giống như xe thể thao phết. Đó. Và khoảng trống đầu hàng ghế sau cũng rất tốt. Nói chung không gian sử dụng của WeGo là một điểm mà mình nghĩ rất ok. Hàng ghế sau thì độ ngả thì cũng đã điều chỉnh ra hết rồi. Đây, đã hết rồi, hết như thế này. Có tựa đầu nha các bạn. Có tựa đầu, không có bệ tỳ tay. Hàng ghế này như mình đã chia sẻ rồi, gập là gập một mảng luôn, không có chia ra gì cả. Và mình thử ngồi sang bên này xem nào. Sàn thì không phẳng lắm. Mình nghĩ ngồi 3 người cũng không đến nỗi tệ đâu. Không đến nỗi tệ. Thực ra không gian sử dụng của WeGo là một điểm rất ok. Các cái trang bị thì trông nó hơi nghèo nàn. Vâng, được cái không gian thoáng đãng. Vâng, không gian của WeGo rất rộng. Và hàng ghế sau họ đã tính toán cho 3 người, bởi vì đã trang bị thêm cái dây an toàn 2 cộng 1 bằng 3 điểm. Đây. Chúng ta mở ra như thế này nhá. Kéo ra đây. Và đây ạ, nó có hai điểm thấp nha các bạn. Chúng ta sẽ dí vào bên trái trước. Đó, nó có một điểm đây. Thực ra đấy đấy, kéo kéo nhẹ này, kéo nhẹ tay đặt vào đây nhá. Hướng dẫn các bạn luôn, nếu mà có bạn gái này, tay đặt vào đây. Đấy, kéo chặt vào đây. Dí vào đây. Đấy, 3 điểm. Chắc chắn. Thực ra WeGo này, nếu mà bạn trai mà có bạn gái thì tôi khẳng định là phải thắt dây an toàn cho bạn gái, mà phải mời bạn gái ngồi vị trí này. Đó. Và tháo ra cũng vậy. Chúng ta sẽ tháo cái điểm bên này trước. Và điểm bên này dùng kim cắt. Tôi nói vui vậy thôi, cái này phải có chìa khóa. Ý dạ. Có chìa khóa nhá. Hoặc cái vật gì đấy chúng ta sẽ dí vào đây. Gọn gàng. Kéo gọn gàng. Xếp gọn gàng, ngăn nắp. Rồi. Ổ khóa tình yêu. Đấy. Chuẩn gọi là ổ khóa tình yêu nha các bạn. Một chi tiết phải nói là quá hay. Bây giờ thì Hùng đang cầm lái mẫu xe WeGo rồi. Hộp số tự động 4 cấp D432. Không có số cộng trừ, mà khi mà đi đường đèo dốc thì chúng ta chuyển về số thấp, giải số thấp như là 23 mà chạy thôi. Cần số đây, một tay cần rất dài, gạt cũng nhẹ nhàng.
Và có lẽ với một mẫu xe nhỏ như WeGo như thế này, lái nhẹ nhàng, kích thước nhỏ, đi trong đô thị tìm điểm đỗ, đấy là một lợi thế. Mặc dù cái vô lăng này nó cũng chỉ bảo đảm cho chúng ta là đảm nhiệm cái điều khiển hướng thôi, dẫn hướng, cua trái. Còn về cái feeling, về cái cảm nhận hay là cái phản hồi mặt đường thì thực sự nó cũng không quá tốt. Có điều thì đương nhiên là nó nhẹ nhàng, đi tốc độ chậm, 30, 40, 50 chậm. Nhìn chung với WeGo thì nó sẽ bảo đảm một điều, chắc chắn một điều cho các bạn là sẽ đưa chúng ta đi đến nơi, về đến chốn. Tất nhiên nên đi vừa vừa thôi. Thực ra cái hệ thống treo rồi hệ thống khung gầm của WeGo thì mình nghĩ rằng nên đi tốc độ vừa phải. Nói chung đi trong phố thì 30, 40 không có vấn đề. Tuy nhiên là nếu mà đi tới 70, 80 km/h thì tua máy của động cơ này cũng khá cao đấy. Khoảng 2000. Và mỗi khi mà tăng tốc thì tiếng động cơ nghe khá là rõ. Thực ra với mẫu xe nhỏ như thế này, như WeGo thì mình không đánh giá cao về cái cảm giác về lái đấy. Như mình đang tăng tốc này chẳng hạn này. Thì thực sự mà chạy ở tốc độ 70-80 thì độ ồn từ mặt đường, độ ồn từ lốp, độ ồn từ gió thì nghe khá là chân thực. Nói chung là mẫu xe này được cái lợi thế là đi trong phố thôi. Với những cái mẫu xe nhỏ như thế này thì mình nghĩ dùng cái hộp số CVT thì nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như mẫu Honda Brio vừa mới trưng bày ở triển lãm đấy chẳng hạn, thì nghe đâu cũng là sẽ được trang bị cái hộp số CVT, nghe nó hợp lý. Tiếng động cơ khi tăng tốc này, từ 50 đến 60 đã nghe chuẩn, là đủ để trải nghiệm, đủ để đưa chúng ta đi đến nơi, về đến chốn. Nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Và lợi thế về mức tiêu thụ nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu này nếu mà chạy ở đường hỗn hợp thì nó loanh quanh hơn 5 lít một chút. Thực sự nếu mà các bạn mà đã chạy rồi, chạy sử dụng trong thời gian nhiều, đường đô thị, đường hỗn hợp, đường trường, thì nếu như có những con số thì các bạn có thể chia sẻ bên dưới clip cho chúng tôi với, cho anh em còn tham khảo. Hệ thống treo của WeGo thì hệ thống treo sau nó là hệ thống treo dạng phụ thuộc, và nó có một cái thanh dầm cứng ở dưới. Thì khi mà cua thì hay là đi qua những cái đường nó bập thì nó hơi bị giằng cái đuôi một chút, thì mình không thích lắm. Nhưng mà nếu mà đi thẳng mà chất 3-4 người thì có lẽ lại là ngon, bởi vì là nó chịu tải tốt. Nhìn chung với thương hiệu Toyota nổi tiếng về sự bền bỉ, nổi tiếng về tiết kiệm nhiên liệu, nổi tiếng về ít hỏng vặt, nổi tiếng về ít phải thay thế các phụ tùng, rồi nổi tiếng về phụ tùng giá hợp lý, bình dân, thì với WeGo giá 405, đăng ký vân vân, mọi thứ lên nó loanh quanh về tầm 480 triệu. Đó. Thực sự cái kính chắn gió, kính lái này, kính bên này, trên WeGo thì những cái dòng xe như thế này thì nó cũng chỉ là chắn gió thôi, cách âm thì cũng không phải là tốt lắm. Và đặc biệt là nó không chắn được các tia UV. Lúc nãy mình đi thử ở trên cái đường cao tốc á, thì khi mà mặt trời nó chiếu rọi vào thì mặc cái quần dày như thế này rồi mà nó chiếu cho ráp đùi luôn. Lúc nãy là phải dùng cái, mình phải dùng cái như thế này này, cái tấm giấy để chắn bớt, đè bớt vào chứ không nó ráp tay lắm. Đó, bây giờ các bạn có thể thấy này, ánh sáng nó chiếu vào mặt này, rất là ráp. Tuy nhiên mẫu xe này về chúng ta cũng phải dán kính. Nhưng mà được cái ngồi cái mẫu xe này lái thì cảm giác là thoáng đãng. Rất thoáng. Tiếng xi nhan tạch 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 cũng rất cổ điển. Vâng, thưa các bạn, khi lái WeGo thì nó khiến tôi nhớ lại những chiếc xe thật là hoài cổ, mang giá trị truyền thống rất cao. Khi mà chúng ta chạy ở tốc độ 70-80 km/h ấy, thì cái gương này nó sẽ bị rung, và do cái khớp đây nó cũng khá là thô sơ, cho nên cái việc mà chúng ta nhìn vào cái gương quan sát hậu này thì nó dễ bị chóng mặt đấy. Tôi nghĩ những cái chi tiết này nó cần có phần giảm chấn tốt hơn nữa. Nhìn củ này trông nó hơi thô sơ. Rồi, xe nhỏ lợi thế đỗ gọn, nhưng vỉa hè thì sao? Bây giờ mình sẽ thử một cái vỉa hè.
Hy vọng là chậm. Hy vọng là cô Thương không bị xước cái gì. Không xước lại mất tiền đền đấy. Lại phải đi Đồng Sơn. Chạm một bánh rồi, bánh bên phải chạm rồi. Bánh bên trái thì sao? Chắc sẽ không sao. Thực ra cái chiều cao, cái độ cao của gầm của Wego khá tốt. Góc tới thì mình không tự tin lắm, nhưng mà góc thoát phía sau ấy, nhìn nó vảnh ngược lên nhìn khoảng ối rồi. Hơi trượt. Mình lấy hơi nhiều lái. Không sao. Oh my god. Lên. Thực ra lúc nãy mình điều chỉnh cái góc lái chưa tốt lắm, nhưng mà không sao, không chạm một cái gì cả, trượt. Lên nhẹ nhàng. Đấy. Đấy, góc thoát thì rất tốt. Góc vượt đỉnh dốc ok. Bởi vì cái góc tới nó bị có một cái cản trước. Cái cản mềm thôi, nếu mà có quẹt thì cũng không sao đâu. Giờ mình sẽ xuống, xuống thì chậm chậm. Mình nghĩ với một cái mẫu xe nhỏ như thế này lùi lên thì nó dễ hơn. Bây giờ mình sẽ tiến. Đấy, nói chung ok rồi, tự tin rồi. Phịch. Đấy, bây giờ lại mình lại lùi. Lùi có lẽ là dễ hơn. Và mình nghĩ với những cái mẫu xe nhỏ này mình nên lùi lên. Tuy nhiên khi chạm đến cái bánh trước thì chúng ta phải nhẹ nhàng ga đều thôi. Đừng có dí một cái đấy. Khi mà nó chạm lên đỉnh vượt, chúng ta có thể nhả để theo quán tính nó lên nhá. Ga đạp dí chân ga là thôi đấy. Đi luôn cái hàng rào đằng sau. Nhẹ nào. Ủa, nhẹ nhàng, bây giờ thì quá nhẹ nhàng rồi. Ba bánh nằm trên rồi. Gọn gàng chưa. Xe nhỏ, rất gọn gàng. Đỗ vỉa hè, nhưng đỗ điểm đúng nha các bạn. Không lại ăn phiếu phạt. Chà. Thưa các bạn, sau tất cả những cái trải nghiệm của Hùng thì có thể thấy được những cái tính năng rất là cơ bản của Toyota WeGo phiên bản số tự động được bán với giá 405 triệu. Tuy nhiên có hai cái đặc điểm nổi bật của Toyota mà trên WeGo mình cũng chưa trải nghiệm được. Đấy là sau khoảng 4-5 năm sử dụng thì em nó sẽ như thế nào, nó sẽ độ mới nó sẽ còn như thế nào, rồi cái chi phí bảo dưỡng ra làm sao, thì thực sự phải rất mong là các anh em là nếu như sử dụng, trong quá trình sử dụng, vui lòng hãy comment bên dưới clip nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Đừng quên like, share, comment bên dưới clip nha các bạn.